Sáng ngày 23 tháng 6, trang cá nhân của Quang Hải đã bị hack. Kẻ xấu đã đe dọa sẽ tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của ngôi sao đội tuyển Việt Nam. Nói là làm, hacker đã đăng tải những tấm ảnh và đoạn chat liên quan đến những nội dung riêng tư của Quang Hải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Quang Hải lập tức phản ứng kịp thời. Cụ thể, Hải Con đã nhờ các cơ quan an ninh can thiệp. Tiền vệ của Hà Nội FC thông báo thông tin này trên Facebook của mình. Sáng nay, Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề. Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Qua rắc rối trên, Hải cũng mong các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng chừng như là riêng tư của chúng ta, cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải, Quả Bóng Bạc Việt Nam 2019 viết. Thời gian qua, chuyện riêng tư của Quang Hải đã được truyền thông và cộng đồng mạng khai thác triệt để. Ngôi sao 23 tuổi bị không ít cổ động viên chỉ trích vì thói trăng hoa. Cụ thể, Quang Hải gặp rắc rối vì tin đồn tái hợp bồ cũ Nhật Lê. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tuyển thủ Việt Nam công khai người tình mới là Huỳnh Anh.